Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lâm Rừng Hàng Độc Sư Gia Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay đã là sáng ngày 28 tháng 12 2019 rồi các bác, và phía trước các bác cùng với mọi người là hôm nay bên em có về được hai loại lan, đó là một là lan trầm tím. Thì trầm tím hôm nay thì em có được là năm hình trầm tím của rừng Con Tum, và được bốn chậu lan. Lan này gọi là lan thẻ bài hay còn gọi là lan lệnh bài các bác. Đấy. Nhìn những các cái hoa của nó lên giống như một cái thẻ bài. Và cái loại lan thẻ bài này là một cái loại lan mà mang lại may mắn cho mình nha các bác. Đấy, mang lại may mắn cho mình. Thì hôm nay em chỉ có hai loại thôi, và mỗi loại thì nó cũng được rất chỉ là ít, không có nhiều. Thì để không mất nhiều thời gian của các bác với mọi người, là em sẽ xin phép và giới thiệu và báo giá từng hình một của trầm tím và những chậu lan thẻ bài nhé. Thì đầu tiên hôm nay thì em sẽ xin phép giới thiệu là lan trầm tím. Thì trầm tím em có 5 hình. Thì hình đầu tiên, hình 1, đây là hình 1 trầm tím. Nó có hai thân mầm tơ rất chia mập này các bác này. 1 này. 1 này, 2 này. Hai thân mầm tơ. Thân già thì cũng rất chia nhiều này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. 9 này, 10 này. Dưới đây là cũng 11 này. 12 cái thân già liền. Đấy. Thì đây là cái hình 1 trầm tím. Hai thân mầm tơ rất chia mập. Này. Đây. Đấy. Thì hình 1 trầm tím này có giá là 200. Đấy. Sang đến hình 2 thì hình 2 có giá là 300 cho hai dề. Thì nó có là một dề này. Và dề này thì nó có gồm hai thân mầm tơ luôn các bác. Đây. Một thân mầm tơ này, hai thân mầm tơ này. Đấy. Đây là cái hình 2, thân già đến đỏ này, cực kỳ là đỏ luôn. Một dề này. Hai dề này. Đấy, dề này thì có một mầm tơ này. Đấy, thì đây là cái hình 2 có giá là 300. Và sang hình số 3 thì hình số 3 cũng có giá là 300 cho một dề này, một thân mầm tơ to này. Đấy. 1 này. 2 này, thì cái dề này thì nó có hai thân mầm tơ này. 1 này, hai thân mầm tơ này. Đấy. Thì đây là hình số 3 trầm tím giá là 300. Tiếp theo hình số 4, hình 4 cũng là 300. Thì nó có một dề này, một thân mầm tơ này. Đấy. Và hai dề này. Hai dề thì một cái thân mầm tơ này. Thân già rất chia nhiều luôn các bác này. Đấy. Thân già cực kỳ nhiều luôn. Thì đây là cái hình số 4 trầm tím có giá là 300 luôn. Sang hình số 5. Hình số 5 thì cũng có giá là 300 cho một cái dề gồm hai thân mầm tơ này, 1 này, 2 này. 1 này, 2 này. Thân già cũng rất chia nhiều luôn. Già 2, 4, 6, 8 thân già liền. Đấy, đây là hình số 5, dề số 1 này, 2 này. Thì dề số 2 này cũng có hai thân mầm tơ này các bác này, 1 này, hai thân mầm tơ và 4 cái thân già. Đấy, 4 thân già, 5 thân già, 6 thân già. Đấy. Thì đây là hình số 5 trầm tím có giá là 300. Đấy. Thì tổng cộng em có 5 hình nha. Tiếp theo là em qua cái lan thẻ bài hay còn gọi là lệnh bài này các bác này. Thì ở đây em có 4 chậu. Đấy. 4 chậu lan lệnh bài hay còn gọi là thẻ bài. Đấy. Thì mỗi một chậu như thế này nó sẽ có giá là đang lên vòi mới này các bác này, đang lên vòi hoa mới này. Mà mỗi một chậu như thế này sẽ có giá là 200.000 đúng không? 200.000 cho một cái chậu lan thẻ bài hay còn gọi là lệnh bài. Cái loại này về các bác nhổ cái chậu nhỏ này ra cũng được, trồng vào trong chậu lớn. Thì cái loại này nó là trồng vào trong đất xốp nha các bác. Mình dùng đất, thì đất là dùng mình tạo làm sao để cho cái độ đất nó được tơi xốp, thì là trồng cái cây thẻ bài hay còn gọi là cây lệnh bài này vào là nó sẽ sống và phát triển. Loại này thì cứ một tuần các bác tưới đến 3-4 lần nước thôi. Đấy. Đấy, thì mỗi một chậu là 200.000 nha các bác. Thì chậu nào cũng như chậu nào thôi. Đó.
Đó, em có 4 chậu, mỗi một chậu 200. Đây, đang lên vòi mới nữa này. Đang lên vòi mới đấy. Đấy, loại này ra hoa quanh năm. Đây, hoa của nó màu tím này các bạn này. Đấy, bắt đầu lên cái này xong là nó nở hoa ra này. Đấy, hoa cực kỳ đẹp nhá. Mở hoa cũng thơm các bạn, hoa nó cũng thơm. Đấy, thì đấy là hai loại lan mà em quay vào sáng hôm nay nhá các bạn. Thì có chỉ các bác cùng với mọi người muốn sưu tầm cho mình một trong hai loại lan của em vào sáng ngày 28 tháng 12 hôm nay thì là liên hệ đến số điện thoại của em để trên tiêu đề nha. Và bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả các bác cùng với mọi người. Hẹn các bác và mọi người vào các clip tiếp theo.